Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Vấp Tân Bình, quận 12. Xin kính chào quý anh chị khách hàng. Video ngày hôm nay em xin gửi đến quý chị chúng ta một căn nhà với diện tích ngang 4, độ dài 12m, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu. Hướng nhà là hướng đông nam. Phù hợp với quý anh chị chúng ta thì phong thủy là đông với trạch, và đây là một căn nhà nằm trên trục đường Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Căn nhà thiết kế hiện đại, kèm full nội thất bên trong. Thiết kế một trệt một lửng 3 lầu, có 3 phòng ngủ và khu vực gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp nha. Chúng ta để ý mặt tiền mặt chính căn nhà này, rất đẹp, thiết kế hiện đại nha mọi người. Và chúng ta tham quan con đường. Con đường trước nhà khoảng chừng 4,5m nha quý vị. Đường xe hơi vào tận nhà. Trước nhà mình thì rất là rộng. Trước nhà mình thì đường rất là rộng nha mọi người. Đây này, trước nhà đường rất là rộng nha quý vị. Căn nhà này thì tặng kèm full nội thất bên trong. Chúng ta có hai lớp cửa bên ngoài, một lớp cửa sắt và một lớp cửa nhôm. Bên trong chúng ta có gara đậu xe hơi. Gara đậu xe hơi thì khoảng chừng 6m, chúng ta đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ nha quý vị. Và căn nhà này thì thiết kế theo kiểu lửng ngược, lửng phía đằng sau nha mọi người. Nhà tặng kèm full nội thất, phía dưới thì ốp gạch 80 vuông. Hai bên tường thì chúng ta có sơn và dán giấy cho ảnh tranh ảnh trang trí. Phía trên là trần thạch cao và đèn led chiếu sáng. Với khu vực gara xe hơi này thì gia chủ cùng để bộ bàn ghế nhỏ nhỏ nha quý vị. Cầu thang thì ép sát vào bên tường, nằm ở phía dưới nhà, với tay vịn gỗ cam xe, lan can là bằng sắt và mặt đá hoa cương. Khu vực cầu thang thì ốp lát rất là đẹp, trang trí tuyệt vời. Bên đây thì chúng ta có một khu vực được ốp tấm PVC này, và có những cái chỉ nổi kết hợp với đèn led và treo tranh. Trong nhà thì có cây xanh. Phía sau chúng ta có không gian phòng khách. Phòng khách thì có tủ kệ tivi và một bộ sofa tặng kèm. Bộ sofa màu cam tặng kèm này quý vị. Đây là căn nhà mà diện tích ngang 4, độ dài 12, xây kiên cố một trệt một lửng 3 lầu theo kiểu lửng ngược. Chúng ta sẽ có phòng 3 phòng ngủ, một không gian phòng tắm master và 3 phòng vệ sinh, cũng như là khu vực không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Hướng nhà là hướng đông nam, nằm trên trục đường Lê Đức Thọ, ngay ngã tư Lê Đức Thọ và Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị quan tâm đến sản phẩm nhà đẹp, vị trí tốt, gần với Lotte Mart quận Gò Vấp và khu dân cư Cityland thì hãy liên hệ với Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Giá bán ở căn nhà này hơn 6 tỷ nha quý vị, hơn 6 tỷ một chút xíu thôi. Và đây là không gian vệ sinh ý tầng tuyệt này, với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Nhà thì đậu vừa xe hơi từ 4 7 chỗ bên trong nhà luôn nha mọi người, phù hợp cho quý anh chị chúng ta vừa ở vừa làm phòng công ty cho thuê, kinh doanh bán làm showroom spa. Và chúng ta sẽ theo dân Hùng lên tham quan khu vực không gian phòng bếp trên tầng lửng nha quý vị. Vị trí căn nhà thì khá là tuyệt vời, nằm gần với ngã tư Thống Nhất và Lê Đức Thọ. Từ ngã tư vào Thống Nhất đi vào đây thì khoảng chừng 300m thôi. Nhà cách mặt tiền đường chính đường Lê Đức Thọ 300m nha quý vị. Khu vực không gian phòng bếp trên tầng lửng thì chúng ta có tủ bếp trên dưới này, khu vực tủ để rượu và khu vực để tủ lạnh. Phòng bếp thì với khu vực bồn rửa chén bát, tủ bếp trên dưới và khu vực đặt bếp thì đều được làm bằng chất liệu gỗ ăn cường mặt đá, có bồn rửa chén bát. Bếp rất là thoáng, với cửa bốn cánh ra ban công phía trước, khu vực đặt bàn ăn cũng khá là tuyệt vời, nhìn rất là sang trọng này. Nó rất là sang trọng nha quý vị. Quá đẹp. Một mẫu nhà phố hiện đại xây mới, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, pháp lý rõ ràng. Mua bán thì quý anh chị chúng ta được hỗ trợ vay ngân hàng nữa, lên tới 80% giá trị căn nhà khi mua. Quý anh chị quan tâm đến căn nhà đẹp, giá cả vô cùng hợp lý này thì hãy liên hệ với Huy Hùng ngay, đi xem và sở hữu ngay sản phẩm nhà quá tuyệt vời này nha mọi người. Giá bán đang rất hấp dẫn cho quý anh chị thiện chí mua nhanh. Mọi người quan tâm đến căn nhà này thì hãy gọi cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Nhà đất Huy Hùng rất hân hạnh được dẫn mọi người đi xem căn nhà và hỗ trợ quý anh chị chúng ta mua nhà với giá tốt nhất khu vực Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển lên tham quan không gian phòng ngủ nha. Với lầu 1 thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ và một phòng tắm master nha mọi người. Chúng ta sẽ di chuyển lên tham quan phòng ngủ nha, xem không gian phòng ngủ căn nhà này có gì đặc biệt nha mọi người. Cầu thang ốp đá hoa cương trắng đen rất là tuyệt vời. Chúng ta đang di chuyển lên không gian phòng ngủ. Chúng ta sẽ bước vào phòng ngủ đầu tiên, với giường ngủ 1m8, chăn ga gối đệm, bàn trang điểm, tủ đầu giường,
Trên tường chúng ta có sơn hiệu ứng 3D và trần thạch cao đèn chiếu sáng. Phía trước là cửa ra ban công 3 cánh, cửa lùa. Phòng ngủ thì có tủ áo và tủ kệ tivi. Và giá bán gia chủ đang chào ra rất hữu nghị nha quý anh chị. 6 tỷ 280 triệu đồng còn bớt thêm một tí lộc. Quý anh chị quan tâm thì hãy gọi ngay cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Ngoài ban công rất là xanh mát này quý mọi người. Chúng ta đang nhìn ngắm không gian ngoài ban công căn nhà và phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ thì chúng ta có giường ngủ, chăn ga, gối đệm, bàn trang điểm, tủ áo và tủ kệ tivi luôn nha mọi người. Rồi chúng ta sẽ tham quan phòng vệ sinh master của cái lầu 1 có bồn tắm nằm và đầy đủ công năng nha. Chúng ta đang bước vào không gian phòng tắm master. Phòng tắm này thì có lầu 1 với khu vực bồn tắm nằm, khu vực kính trang trí ngay bồn tắm, có một cái bộ bàn ghế mini này và khu vực rửa tắm nằm và tắm hoa sen riêng biệt nhau nha mọi người. Đây là không gian phòng tắm phía đằng sau. Ở đây thì có dàn tủ kệ để đồ và để đồ trang trí, đồ trang điểm, khăn luôn nha mọi người. Có bồn rửa và lavabo được đặt ở đây. Đó, đây là cái phòng tắm master của căn nhà ở lầu 1. Lầu 1 chúng ta sẽ có một phòng và một khu tắm riêng. Có cả bồn tắm nằm nha quý vị. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển lên trên lầu để tham quan không gian phòng ngủ số 3, 2 và số 3 nha mọi người. Quý anh chị đang xem video trực tiếp căn nhà nằm trên trục đường Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Giá bán vô cùng hợp lý, diện tích 4-12 xây phun đất, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu, bao gồm 3 phòng ngủ, đậu được xe hơi trong nhà. Chúng ta đang bước vào không gian phòng ngủ đầu, phòng ngủ số 2 này. Phòng ngủ số 2 phía đằng sau, quý anh chị đang xem video với giường ngủ 1m6, tủ đầu giường và khu vực để máy lạnh, chăn ga, gối đệm, bàn trang điểm, tranh trang trí trên tường, vệ sinh trong và khu vực tủ áo ấm ở ngay khu vực với giếng trời đằng sau đây. Đằng sau có giếng trời này mọi người, giếng trời chỗ cửa nhôm Sinfa này nha. Đây là không gian phòng ngủ số 2, nhà có 4 phòng, 3 phòng nha mọi người. Phòng ngủ số 2 này, vệ sinh trong này với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi nha mọi người. Chúng ta đang tiếp tục qua không gian phòng ngủ số 3, phòng cuối cùng. Thì phòng ngủ này chúng ta cũng có tủ kệ tivi và tủ áo bên này. Phía trước sẽ là cửa ba cánh lùa ra ban công, và ban công thì có đèn led và cây xanh. Giường ngủ 1m8. Chăn ga, gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo và khu vực gắn máy lạnh. Đây là không gian phòng ngủ số 3 căn nhà phòng ngủ cuối cùng. Quý anh chị quan tâm liên hệ trực tiếp với Huy Hùng sẽ được thương lượng trực tiếp với chủ nhà, xem sổ hồng và những giấy tờ liên quan đến căn nhà và được hỗ trợ mua nhà với giá tốt nhất khu vực quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Giá bán rất hợp lý luôn nha mọi người. Chúng ta đang di chuyển lên trên khu vực không gian sân thượng nha mọi người. Sân thượng thì chúng ta sẽ có phòng thờ này. Đây là không gian phòng thờ nha quý vị. Phòng thờ thì gia chủ để cái bộ bàn ghế nhỏ nhỏ đây này. Cái này chúng ta thờ thì chúng ta đưa cái bộ bàn ghế này ra sân thượng nha. Và khu vực không gian phòng giặt và sân thượng sau. Có giếng trời ở đây. Trên thì được rào chắn và lợp mái rất là kỹ rồi. Khu vực giặt đồ, phơi đồ ở đây nha mọi người. Đây, khu vực để máy giặt đây này. Đây thì gia chủ có thiết kế chỗ để máy giặt cho mình luôn này, với vòi nước và khu vực cắm điện này. Và sân thượng phía trước có căn nhà. Sân thượng phía trước có căn nhà thì được bố trí rất là rộng, trồng cây hai bên rất là xanh mát, rào chắn hai khung hai bên rất là kỹ rồi. Gia chủ làm kỹ một lượt luôn cho quý anh chị về ở thì không phải làm thêm gì nữa nha. Đó, sân thượng phía trước rất là rộng rãi, hướng đông nam mát mẻ nha quý anh chị. Rồi, mọi người quan tâm đến căn nhà đẹp, thiết kế hiện đại, full nội thất, 3 phòng ngủ này nằm như khu dân cư của trục đường Lê Đức Thọ thì hãy cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Nhà đất Huy Hùng rất hân hạnh được đón tiếp quý anh chị chúng ta đi xem căn nhà đẹp này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.